Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên lục địa từ châu Âu về Việt Nam do đối tượng Hoàng Tiến Dũng cầm đầu với thủ đoạn tinh vi. Nguồn ma túy được gửi thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, khi được gửi về sẽ được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng. Nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các địa phương lân cận, trong đó có Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án là hơn 62 kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, đình làng từ xưa đến nay đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Qua thời gian, đến nay, nhiều di tích đình làng cần được tu bổ cải tạo. Tuy nhiên, trong quá trình tu bổ, nếu không làm tốt công tác dân vận và có sự đồng thuận của nhân dân, sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Phản ánh tại đình làng Hữu Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Tàn hoang, trơ trọi là khung cảnh đang diễn ra tại đình làng Hữu Thanh Oai, thuộc thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Theo phản ánh của người dân, chỉ trong mấy ngày đầu tháng 4 vừa qua, hàng chục loại cây cả trong và ngoài khuôn viên đình đều biến mất, chỉ còn trơ gốc. Một số cây sót lại cũng đã bị chặt cụt đầu cành. Hầu hết nguồn gốc của những cây này là do nhân dân công đức trồng từ nhiều năm nay, trong đó có cây tuổi đời đến 50 năm. Chúng tôi được tin ngoài đình thôn ta bị chặt cây, thì chúng tôi cũng cứ nghĩ là trẻ con nó phá một hai cây nào đấy thôi. Nhưng mà khi chúng tôi ra thực tế tận mắt nhìn thì mọi người rất ngỡ ngàng và bức xúc, không thể hiểu sao mà các cây cổ thụ trong đình làng của thôn ta lại bị chặt như thế này. Khi cắt cái cây này mà tôi ngồi tôi tập tôi nhìn rơi nước mắt. Xe 5 tấn nhá, tự hành cầu như cái cây gốc to bằng cái chiếu. Một cái xe nhá, 5 tấn tự hành thì cầu được một cây thôi. Mà trong ngày làm sao mà chuyển đi hết được, kinh không, nhanh không. Cả một đồi cây đây cắt xuống ngổn ngang như là sắp phạm như là B52. Di tích đình Hữu Thanh Oai đang trong quá trình tôn tạo, tu bổ theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì do Ủy ban nhân dân xã Hữu Hòa làm chủ đầu tư với ngân sách gần 6 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã cùng ban kiến thiết thôn Thanh Oai họp bàn thống nhất kế hoạch đầu tư xây dựng, trong đó có đề cập đến việc di rời và cắt tỉa cây ở khu vực phía trong và ngoài khuôn viên đình. Tuy nhiên, ngay sau khi họp bàn, một số thành viên trong ban đã vội vã tự ý cắt, tỉa, chặt bỏ cây xanh mà chưa có sự đồng thuận của nhân dân. Chúng tôi, các đảng viên cũng lên tiếng, thì chúng tôi nghiêm túc là rút kinh nghiệm. Để cho làm một việc thì tốt, nhưng mà để cho cái dư luận đó là cái điều chúng ta phải rút kinh nghiệm. Thì tôi nghiêm túc, tôi rút kinh nghiệm trước chi bộ, tôi là chi ủy viên mà. Thì trong cái dư luận này là chúng ta đối mặt với vấn đề là không nên có trong dân. Và chúng ta đã để cho một số ông bà hôm ấy tỉa là hơi quá tay. Thì chúng ta nên rút kinh nghiệm, lần sau chúng ta làm phải sát sao và chú đáo hơn. Giải pháp thì tôi cũng có cái bằng cái biện pháp, công tác cái tuyên truyền vận động để giải thích cho người dân được thấy được cái việc làm tôi là như vậy thôi. Để chúng ta cái tạo cái khuôn viên của cái di tích thôi. Đình làng Hữu Thanh Oai thuộc xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì là đình cổ thờ Đức vua Lê Đại Hành. Đình đã được trùng tu nhiều lần, nhất là trong thời nhà Nguyễn. Năm 1992, ngôi đình được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Người dân cho rằng những cây xanh tại đây bị chặt hạ, di rời khiến nhiều người tiếc nuối. Và đây cũng là bài học cho những địa phương khác cần rút kinh nghiệm khi tiến hành tu bổ đình, chùa, di tích lịch sử. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2023 cho đến nay, cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong. Số mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây. Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng bùng phát, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo chính quyền các cấp chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đặc biệt lưu ý những ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất tử vong, thực hiện tốt phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm mùng 7 tháng 6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thủ đô Hà Nội dịu mát, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to,
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các khu vực phía Bắc ngày và đêm mùng 7 tháng 6 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do vậy, chính quyền địa phương và người dân thường xuyên theo dõi diễn biến của các hiện tượng khí tượng thủy văn trên các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực và trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 517 CDTTG ngày 6 tháng 6 năm 2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Công điện nêu rõ tình hình nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng El Nino diễn ra tại nhiều nơi trong cả nước thời gian qua đã làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, kết hợp với tình trạng thiếu mưa ở các tỉnh phía Bắc nên nước về các hồ thủy điện rất thấp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cung ứng điện. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn EVN xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời đối phó với những khó khăn về cung ứng điện và tổ chức thực hiện theo quy định. Hoàn thành việc này trước ngày 10 tháng 6 năm 2023. Khẩn trương hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, trình Thủ tướng ký ban hành trước ngày 8 tháng 6. Đối với EVN, thì Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, khẩn trương chỉ đạo và trực tiếp tháo gỡ khắc phục sự cố các nhà máy điện để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, cơ quan này được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng về bảo đảm cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 6. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản TKV, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cung cấp đủ than khí cho các nhà máy điện theo đề nghị của EVN, phối hợp chặt chẽ với EVN trong thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện. Trước nguy cơ thiếu điện hiện hữu trong những ngày tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tiếp tục kêu gọi người dân, các cơ quan, doanh nghiệp tiết kiệm điện. EVN kêu gọi các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện. Thưa quý vị, nhiều địa phương trong đó có Hà Nội đã thực hiện cắt giảm điện luân phiên để chung tay cùng EVN khắc phục thực trạng thiếu điện. Và hiện chỉ còn 3 ngày nữa, gần 105.000 thí sinh lớp 9 của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố và các quận huyện cho biết rằng đã bố trí máy phát điện dự phòng, đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất điện tại các điểm thi. Toàn thành phố bố trí 201 điểm thi, đến nay 100% điểm đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu. Các điểm thi đã bố trí khu vực bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi và phòng cách đặc biệt, phòng thi tối thiểu 25m. Phòng y tế có trang vật tư, giường, danh mục thuốc theo quy định, không chủ quan. Thành viên các ban chỉ đạo thi đều sẵn sàng tinh thần chủ động, quyết liệt, lường trước mọi tình huống. Về vấn đề cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, EVN cho biết sẽ đảm bảo không để xảy ra hiện tượng mất điện tại các điểm thi. 100% điểm thi cũng có máy phát điện dự phòng. Tuy nhiên, các công ty điện lực trên địa bàn thành phố vẫn khuyến cáo tinh thần tiết kiệm điện, tránh lãng phí điện trong các ngày thi để đảm bảo lưới điện thông suốt và ổn định. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi khi đi máy bay. Căn cứ công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023 được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam tạo điều kiện cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn cho người, phương tiện làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện trong việc làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh hàng không cho cán bộ công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi và cho phép ô tô vào đón người, đề thi, tài liệu tại chân cầu thang máy bay. Năm 2023, mục tiêu tập trung kiểm soát lạm phát vẫn được chính phủ đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh diễn biến thị trường rất phức tạp, khó lường, yêu cầu quan trọng là các cơ quan chức năng cần dự báo chính xác tình hình, xác định giải pháp kiềm chế đà tăng giá tiêu dùng CPI, bảo đảm an sinh xã hội trên tinh thần chủ động, không chủ quan. Thực tế, giá cả trên thị trường đang trong xu hướng bình ổn, tạo điều kiện tốt cho việc kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, không thể chủ quan trước yêu cầu kiềm chế lạm phát. Các chuyên gia nhận định, năm 2023, kinh tế thế giới đối diện nhiều khó khăn hơn năm 2022. Giới chuyên gia nhấn mạnh nên chủ động củng cố hệ thống phân phối quốc gia, giảm chi phí lưu thông, ngăn chặn đội giá qua các khâu trung gian, thiết lập các chuỗi cung ứng bền vững và lành mạnh, gắn sản xuất với phân phối. Các kênh thương mại cần mở rộng cửa đón hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu với chi phí hợp lý để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Hết sức phòng tránh biểu hiện khan hàng cục bộ, hành vi tạo sốt giá ảo để trục lợi. Riêng đối với mặt hàng xăng, dầu, các bộ ngành cần nâng cao năng lực dự báo, khả năng cung ứng thông qua điều hành, tư vấn trong nhập khẩu nhiên liệu, kết hợp với việc chủ động phát huy công suất các nhà máy lọc dầu trong nước. Bên cạnh đó, áp dụng linh hoạt công cụ thuế nhằm điều tiết lợi ích giữa các bên, nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sau động thái hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, một loạt ngân hàng thương mại đã điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay. Xu hướng lãi suất giảm đã có tác động tích cực tới diễn biến trên thị trường chứng khoán. Dòng tiền đã quay trở lại thị trường chứng khoán liên tục trong những phiên vừa qua. Thanh khoản khớp lệnh bình quân trên HOSE đã tăng 2 tháng liên tiếp từ mức thấp nhất hồi tháng 3 lên 10.600 tỷ đồng một phiên trong tháng 5 vừa qua. Xu hướng tiếp tục được duy trì, thậm chí còn bùng nổ hơn khi bước sang tháng 6. Mức khớp lệnh trên dưới 15.000 tỷ một phiên chỉ riêng trên HOSE bắt đầu xuất hiện trở lại. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng như nhóm trụ như thép, chứng khoán đã thu hút được dòng tiền, trở thành nguyên nhân chính để thị trường thăng hoa. Các nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng tốt như VCB, TCB, MBB, VIB, SHB, OCB.